Bí ẩn là một chương trình thông qua trò chơi phán đoán ai là ca sĩ thật. Sâu lắng bên dòng nhạc chữ tình, những nhạc sĩ tài hoa, những ca khúc đi vào lòng người và giới thiệu đến quý vị khán giả những giọng ca ấn tượng. Trong chương trình sẽ có 3 vòng thi dành cho đội khách và đội chủ nhà. Bằng khả năng suy luận và phán đoán tin tưởng, hai đội sẽ chọn về cho đội của mình những thí sinh mà họ cho rằng đó chính là ca sĩ thật. Đội chiến thắng là đội nắm giữ ca sĩ thật duy nhất còn lại. Ca sĩ bí ẩn xin phép được bắt đầu. Ca sĩ bí ẩn. Thưa quý vị, chúng ta tiếp tục tìm đắm trong không gian âm nhạc lãng mạn với những tình khúc bất hủ và đặc biệt là những cái niềm vui từ các nghệ sĩ, các khách mời chúng tôi. Đầu tiên giới thiệu đội chủ nhà Chí Tài Việt Hương. Phải nói là hai bạn đúng là cặp sóng thần không bao giờ khán giả quên được. Xin mời về vị trí chuẩn bị. Hôm nay quý vị đang chờ đợi chúng ta sẽ gặp một khách mời là những nghệ sĩ nào đây quý vị? Đó chính là một người nghệ sĩ cải lương trẻ, giọng hát rất hay, hơi rất dài và một nghệ sĩ hài, một diễn viên kịch sân khấu điện ảnh quý vị. Đó chính là Võ Minh Lâm và Nam Thư. Xin chào hai em. Hồi nãy anh ngoài đây anh giới thiệu em là ơi dài dữ lắm. Dạ. Bây giờ mình chào mừng mọi người bằng một câu gì nó lên cao, nó xuống thiệt là dài á. Em làm câu thôi nha. Rồi. Ừ. Ca câu quen thuộc đi cho nó an toàn. Này người yêu ơi, sao em quên rồi ngày xưa em hứa em nói yêu tôi mà không đáp lại để một mình tôi ngày đêm thương nhớ ôm áp giao tim biết bao ân tình nguyện không thay đổi đừng để đôi ta sầu bi khổ lụy thì em ơi buồn mà chi dân mà chi trách mà chi dù cho phong ba dù cho bao tố anh vẫn yêu em và yêu đến muôn đời. Thấy chưa? Đưa bạn về đi. Chúng ta sẽ đến với bàn bình luận Cát Tường, Nhan Phương Minh và Tường Vy. Mời ca sĩ Tường Vy. Em đáp lại đội khách đi. Đáp lại đội khách đi em. Làm bài đi. Sáng nay cà phê một mình, Sài Gòn chợt mưa chợt mưa. Biết em đi đâu bây giờ? Đúng rồi. Để người ta. Em ơi em, thấy chưa tại anh mà nó ngắt khúc đó rồi. Người ta tập hai chị em tập bữa giờ cả tháng nay rồi. Thỉnh ba người về giùm em để bớt hát lại. Về tập một tháng rồi đó chị. Vòng 1 đơn ca. Có 6 ca sĩ bí ẩn sẽ diễn trên nền nhạc. Mỗi đội sẽ chọn một nam và một nữ mà họ cho rằng đó là ca sĩ thật sự về đội của mình. Người không được chọn sẽ lật mặt nạ và hát thật bằng giọng của chính mình. Chúng ta sẽ đến với thí sinh đầu tiên số 1. Cho anh về thăm lại bến đò xưa nhiều kỷ niệm xa xôi nhiều năm rồi lòng vẫn nhớ tình vẫn thương xưa trên cùng chuyến đò tình chợt đến khi tôi vừa yêu bao nhiêu là mộng mơ tình như thơ ôi thuở ban đầu. Lỡ thơ hàng tre già nắng chiều nghiêng đàn trâu về xa xa từng cánh cò chập chờn bay về tổ ấm trên con đường quen thuộc ngày nào tôi vẫn đứng chờ em nay lối mòn ngày xưa còn mình tôi thơ thẩn trong chiều. Thời gian
qua cầu, tình yêu vô cánh bay xa. Thương em người cái quê, tình trắng trong như những hạt sương. Trăm năm một chữ yêu, làm đảo điên bao kẻ dại khờ. Em ơi một chữ thương, một chữ yêu ta giữ cho bền lâu. Không duyên phận với nhau, hẹn kiếp sau ta sẽ chung tình. Nay em về chốn xa, đèn kết hoa sang lối người qua. Anh quay về nẻo xưa, tìm chút hương sưởi ấm linh hồn. Trong bể đời hắt hiu, tình vẫn du anh giấc ngủ say. Bên em giờ pháo bay, kiều lắc lư ngựa vàng em về dính. Chúng ta vừa đến với bài hát Thở Ban Đầu của nhạc sĩ Nhất Sinh. Cảm ơn em. Rồi vào nghỉ ngơi nha. Chúng ta bắt đầu phân tích xem. Bạn đó giấu nhét cái bóp tiền ở đằng sau. Ca sĩ chuyên nghiệp mà đi chắc chắn sẽ có trợ lý hay quản lý đi theo, đúng không? Người ta sẽ gửi cái bóp tiền đó. Anh này không phải là ca sĩ, là người bình thường cho nên không ai giữ giùm. Đúng, anh này không phải là một ca sĩ. Nhưng mà anh này á, tóc tai quần áo rất là chỉnh chu. Ảnh là chủ của tiệm tóc. Thì hôm nay ảnh nhuộm tóc hơi nhiều, phải canh màu á, có tóc lên chưa, cho nên mắt ảnh bị yếu. Anh ra anh hát nhưng mà mắt anh chớp liên tục vì mỏi mắt quá đó. Tiền thì đầy túi thiệt nhưng mắt hơi mỏi. Anh này là chủ tiệm tóc. Đây chắc chắn là ca sĩ. Nữa. Bóp tiền chưa là gì đâu em. Ê ê ê, chà, à, có thấy cái gì nịch không? Đẹp. À. Cái gì nịch bằng vàng. Yeah. Trời ơi, đồ hiểu. Trời ơi, cái nịch đó không là biết bao nhiêu tiền rồi. Ủa, chủ tiệm tóc được mà. Em nghĩ ca sĩ mới có đồ hiệu à. Ca sĩ mới xài xa xỉ vậy. Người ta bác sĩ, người ta còn đeo mặc đồ hiệu nhiều hơn nữa. Đội khách sao? Người ca sĩ hát á, cái micro á, thì sẽ để cái khoảng cách nó vừa phải thôi. Tức là không thể nào dí sát cái mi vào trong cái môi mình được. Tại nói lúc nó hát thì nó sẽ không có thoát hơi ra. Nhưng mà khi anh hát á, là cái mi anh ôm sát luôn. Ao bài á thì chắc là nhiều khi ảnh sợ mở thêm lời B hay như thế nào nữa, anh không dám hạ cái mi xuống. Sao anh biết gần tới ao rồi an toàn rồi, ảnh mới hạ cái mi xuống. Anh này không phải là ca sĩ. Không phải ca sĩ. Dạ. Chính xác. Giọng Minh Lâm. Có lẽ không phải là ca sĩ, bởi vì nếu là ca sĩ anh hát thì anh phải vui một chút xíu. Anh này anh buồn quá. Cái thứ nhất là cái thứ hai nữa là anh không dám bước tới bước lui nhiều. Đúng rồi. Đứng rớt chỗ tiền thôi. Rớt tiền. À, có lẽ là vì sợ rớt tiền chẳng hạn. Rồi chủ nhà sao? Anh này là ca sĩ. Ca sĩ. Dạ. Tại mới nhận tiền cách xơi bỏ vô ép đi ra đây liền. Bỏ vô đây dày đầy túi đi ra đây liền. Bị đâu có đưa cho ai được. Đọc đung đông lắm. Không có đưa tiền trợ lý được. Vì khi trợ lý nó cầm luôn nó quên đưa lại. Anh ấy phải cần không. Và chào một xíu nữa. Còn bây giờ mời quý vị đến với một bài hát rất quen thuộc. Tuổi Hồng Thơ Ngây và thí sinh số 2 sẽ thể hiện bài này. Trong tôi một nỗi buồn nói lên tiếng yêu lặng thầm anh dành cho em. Xưa chúng ta chung trường cùng nhau kết hoa ước hẹn, mà sao bỗng dưng em lại bỏ quên tình tôi. Em vội xa đi trong ly biệt, tháng năm vẫn trôi qua dần, anh chờ tình em. Khi biết tình em rồi, lòng anh bỗng sẽ thắt lại, và khi tiếng chuông giao đường chợt ngân hoang, xe hoa dừng lại, em là cô dâu khoác áo hồng sánh vai bước đi bên trong tình anh đơn.
ơn hai bạn rất là nhiều. Chúng ta bắt đầu phân tích. Nào, mời bạn bình luận. Đơn giản thôi, em dòm vô cái đùi bên đó to, em nghĩ là cầu thủ đó. Không, cai vô cai mà đi cậu... nhìn đùi người ta. Chị nghĩ giống như em, chị nghĩ cậu này là cầu thủ đá banh, tại thấy cái đùi bự. Em sợ đá chung em rồi luôn á. Dạ, thấy mặt lừa, quen lừa rất lẹ, nhào vô cái nhào xuống, thấy không? Bước xuống cầu thang cái bự, chạy vô thay đồ, chạy ra làm lẹ lắm. Mọi người không thấy là tôi ở ngay cái góc kẹt này, tôi nhìn qua thấy anh lanh lắm, giục mi xuống neo vô. Nếu không phải là cầu thủ đá banh thì cũng là một diễn viên hoặc là người có làm trên lĩnh vực sân khấu mới bạo dạn như vậy, mà cái người đó có chơi thể thao. Không phải là ca sĩ đúng không? Dạ không phải ca sĩ. Còn Chí Tài, nhường đội khách đi. Đội khách đi. Tôi là 50-50 đó. Cái anh này cũng không phải là ca sĩ. Lý do? Chị Hương nói đúng là anh này sẽ là làm trong lĩnh vực nghệ thuật. Cái bài này nó chậm, cái nhịp nó chậm, nhưng mà cái cách của ảnh hát rồi cách ảnh xử lý cách ảnh bước đi á, yeah, nó lại nhanh hơn do cái em nhịp phải để tin hát. Chị. Rồi Võ Minh Lâm, ý em sao? Bạn này có sự đầu tư kỹ lưỡng về phục trang nè, về cảnh trí, đạo cụ, và thậm chí là bạn nữ Việt Hải vừa rồi là một người rất là khó tính. Bạn ấy chỉ phụ diễn, chỉ minh họa cho ca sĩ thôi. Sai, 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 sai. Tại vì vũ đoàn Việt Hải là vũ đoàn của cái chương trình Ca Sĩ Bí Ẩn này từ đầu tới giờ. Ai bà cũng minh họa hết. Đúng rồi. Nói chung là phe đối nghịch. Cho nên là... không tin. Đúng em rồi, tin. Đang... em sẽ tin, em tin chị Hương. Rồi, tin đi. Nha. Coi như lại có thay đổi ý kiến, không phải là không ca sĩ. Không phải là ca sĩ. Không phải ca sĩ luôn. Thôi được rồi, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi thí sinh thứ ba. Thí sinh thứ ba sẽ hát một ca khúc của nhạc sĩ Thanh Sơn. Những ngày đầu mà ông sáng tác á, ông rất là hoang mang trong cái việc sáng tác, không biết là mình đi về cái hướng nào. Và ông là một người không đủ đầy đủ điều kiện để học ở nơi đến chốn, nên ông rất là tiếc về cái thời áo trắng, thời cấp sách đến trường, yêu mái trường lắm. Chính vì thế anh ông ấy hướng ngay đầu tiên vào học sinh. Cái bài đầu tiên là Tình Học Sinh. Bài đó sáng tác xong thì không thành công, cũng không ai biết hết. Ông buồn, sáng tác thêm bài nữa, Lưu Bút Ngày Xanh. Bài này nổi tiếng. Ngày hôm nay chúng ta sẽ được thưởng thức Lưu Bút Ngày Xanh. Wow. Lòng sao xuyên mỗi khi hoa phượng rơi, nhắc lại câu chuyện mừng anh. Mà anh vô nghỉ ngơi số 3. Nào, ca sĩ. Sao biết là ca sĩ? Trời ơi, đâu có phân tâm chỗ nào hết trơn. Ông đi bước chéo bạc ra lụm hoa phượng nữa. Qua mỗi mùa hoa phượng, hát vô đúng chữ phượng này, nhìn vô cái bông liền. Chỉ có những người ca sĩ mới làm được những cái điều đó. Sai. Sai. Anh này không phải là ca sĩ, mà anh này là một diễn viên. Đúng. Tại vì ca sĩ người ta lên sân khấu, người ta hát, người ta hưng phấn, đồ đạc gì người ta cũng quăng, chủ yếu là người ta thể hiện tiếng hát. Còn người diễn viên họ lên sân khấu, họ rất là trân trọng những cái đạo cụ, những cái vật dụng, những cái hoa, những cái cây cảnh để phục vụ cho bài diễn. Lúc nãy mình ra, nếu mình nói mình canh nha, anh này mà anh mà đạp lên một cái bông hoa một cái là coi như là không được liền. Đúng. Nhưng mà rồi, anh né hết. Anh hát người ta anh né trân trọng, trân trọng đạo cụ. Và anh diễn, anh cầm cái hoa trong tay rất là nâng niu. Anh là một diễn viên. Em tin chắc luôn.
khi mà ra sân khấu á, không có đạo cụ hay là không có bằng diễn á, là bị đơ lắm. Cầm micro và đứng hát là tay chân lóng ngóng lắm, cho nên là phải lụm một cái hoa lên để đỡ đơ. Nếu sân khấu này mà không có hoa là biết đâu dắt luôn cái đèn hát rồi đó. Dắt cái đèn thì đúng hát. Chị ơi, bây giờ rải nguyên một cái đường vậy mà đi lụm hoài, nhưng hát được có một khúc mà lụm không làm sao mà kịp mà hát. Nhưng mà em nghĩ á, ảnh là ca sĩ hát nhạc nhẹ cho nên cũng không có quăng đồ tùm lum la. Em thấy ảnh rất là điềm đạm và có một cái phong thái của ca sĩ lắm. Em phản đối. Em thì em thấy rằng nếu mà anh ấy là ca sĩ thì anh ấy là phải biết canh nhạc. Tại vì lúc nãy giọng chưa có cất lên mà micro đã để sẵn từ lâu rồi. Trời ơi, đóng kịch hả? Diễn đó. Bây giờ mình ngắm nhìn lại, mình phân tích kỹ rồi mình chọn nha. Mời thí sinh số 1, số 2, số 3 trở lại sân khấu. Để xem ba anh chàng này ai có thể là ca sĩ thật. Mời đội khách. 1, 2, 3. Đồ hiểu không? Ở dưới đây đập 1, 2, 3 rồi. Số 3 đi chị ơi. Số gì? 1, 2, 3 dưới đây đập luôn. Số mấy? Chọn đi. Ủa là em chọn hả? Em chọn số 1. Số 1. Chúc mừng bạn. Số 1 lui. Sai rồi. Còn lại số 2 và số 3. Anh chọn số mấy anh Tài? À? Tôi chọn số 3. Rồi anh Tài chọn số 3. Lui. Còn lại bạn số 2, bạn ấy là ai? Để xem bạn ấy hát bằng giọng thật có phải là ca sĩ hay không. Xin mời. Trên nỗi đau nào lòng chợt thấy nghẹn ngào vì bao khát khao, đợi chờ làm chi nỗi đau, ai ngờ tình yêu đôi ta như là mơ. Bao yêu thương đã muộn màng vì mình quá vội vàng để lòng nan tan. Vậy mà giờ sao nói không nên lời, lệ rơi trên đôi mắt anh. Từ trong con tim anh cứ nhớ em vô bờ, tình yêu ấy cũng đã khiến anh mong chờ. Góc phố vắng em mình anh bỡ vỡ, bao giấc mộng này tan vỡ. Thì thôi xem như chuyện mình chưa bắt đầu, để cho lòng này nhẹ với nỗi sầu. Như cánh hoa đã thôi úa màu mà ta giữ lại cho nhau. Anh xin yêu em trong cơn mơ, người hãy đến dù là giấc mơ. Anh mong chờ góc phố vắng em mình anh bơ vơ, bao giấc mộng này tan vỡ. Thì thôi xem như chuyện mình chưa bắt đầu, để cho lòng này nhẹ với nỗi sầu. Như cánh hoa đã thôi úa màu mà ta giữ lại cho nhau. Như cánh hoa đã thôi úa màu mà ta giữ lại cho nhau. Rất đẹp, rất là đẹp. Cảm ơn vũ đoàn Việt Hải rất là nhiều. Chuyện như chưa bắt đầu của nhạc sĩ Hoàng Nhã. Có ai nhận ra bạn này không? Bạn đó ở trong vũ đoàn Việt Hải luôn. Đúng rồi. Bất ngờ quá, hát hay quá. Nó em nói cho mọi luôn. Người biết đi em. Em là Trần Trung và hiện tại ca sĩ không phải là nghề chính của em.
Em đang là vũ công. Và nếu mọi người để ý thì em là người thường xuyên hỗ trợ cho các thí sinh trong chương trình Ca sĩ Bí ẩn. Lúc mà ra nhảy mà em đưa cánh tay ra để cho bạn Hải đu vô để múa là đúng chị rồi. Biết ngay em là vũ công rồi. Cái tay em đưa ra chắc lắm để cho được bạn rồi. Diễn bấu vô đây để mà diễn á. Em không phải là ca sĩ nhưng mà hát hay quá. Hát hay quá. Hay, đúng rồi. Cảm ơn em rất nhiều. Tiếp. Như vậy là hai đội chơi đã loại đúng một người không phải là ca sĩ quý vị. Một chút xíu nữa Quỳ Linh sẽ gặp lại quý vị. Xin chào tạm biệt. Chào đón quý vị và các bạn quay trở lại với ca sĩ Bí ẩn. Thí sinh tiếp theo sẽ hát bài hát của nhạc sĩ Trịnh Hưng, Lúa mùa duyên thắm. Chiều dần rơi sau mái đôi anh chẳng buồn lạ lời, nhịp chạy rơi như tiếng ca thiết tha rơi cuộc đời. Làng thôn tôi mừng hát vui mùa lúa lên màu tươi, hạt lúa thơm thịt thơm bao mồ hôi, và sớm hôm ra sức ta cày mừng đêm nay bông lúa vàng thắm tươi vui miền Nam, nhịp hò khoan cô gái ngoan hát vang lên dịu dàng, hò khoan rằng chúng em là gái sông Cửu Long, cây cấy mong mùa tốt cho nhiều bông gạo trắng trắng mà nên duyên mặn. Bây giờ chúng ta bắt đầu phân tích. Bài hát này là miền Tây Nam Bộ, nó phải đồng lúa, nó cái lúa nó phải uyển chuyển nhẹ, hơi uyển chuyển nhẹ nhàng. Do thở tới đâu là phải ngã câu tới đó. Câu này cũng hơi cứng hơn so với cái bài hát. Chị, cho nên minh họa cho em coi đi. Gió thổi nè. Gió nhưng thổi mà cao nè. Thì cao sao nè. Nhưng mà cổ nè. Cổ vẽ hơi cứng. Chưa kể nha, cô này là chắc cũng có cái chất nông dân trong người, vừa đi vừa kiểu mà vừa xả cho lúa. Nên cô này không phải là một ca sĩ, cô là người làm nông. Có một cái đoạn á là thấy chỗ này chín rồi nè, đi tới chuẩn bị nè, nhưng mà quên, đúng là chuẩn bị. Bữa nay đang hát. Cái thôi hát tiếp. Tường ơi Tường, mà cái cô này á là thuộc diện là mợ hai dưới quê á, đúng rồi dạng chị. Là đi thăm đồng á, không phải ca sĩ. Không phải ca sĩ. Dạ quen đó. Ai vậy? Bạn em không biết có đúng hay không. Bạn em dưới quê hả Tư? Dạ không, ca sĩ. Ca sĩ hả? Cô này là ca sĩ. Mà không biết em có nhận lầm hay không nha. Cái cô ca sĩ vừa rồi là chỉ đứng trực diện với sân khấu thôi. Tụi em nhìn chỉ được nửa mặt. Đúng, đúng. Cho nên là không có nhìn rõ có phải là cái người mà quen hay không. Đúng. Nhưng mà nếu so với cái dáng này á, thì ca sĩ mà thường thường mặc bà ba rồi, mặc áo dài, đúng rồi, cái dáng chân ca rất là đẹp đó. Cảm ơn các bạn đã phân tích. Còn bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với thí sinh số 5. Số 5 sẽ hát một bài hát thế nào đây ta? Người ta có câu cũng rất là quen thuộc, mọi người cũng hay nói là tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã hoãn câu thề. Cái câu này nghe nó cũng mâu thuẫn sao đó. Chắc là tại vì lúc mà chưa về ở đó thì nhiều khi mình yêu nhau rồi nó có nhiều cái trắc trở đó, nó chia cách rồi sau những lần chia cách mình lại tái hợp lại, thành ra là mình thấy cuộc đời nó đẹp hơn. Còn khi về ở rồi thì ngày nào ra cũng dòm như là anh chán là show nào cũng ngồi kế mà này thấy cũng chán chán ví dụ vậy. Em thì em nghĩ người ta có cái câu là
Con cá sẩy là con cá to. Của mình không có quý. Nhưng mà cái gì mất rồi mình đâu có biết cái kết cục làm sao. Thôi hôm nay mình sẽ nghe cái bài đó, Tình chỉ đẹp khi còn gian dở, một sáng tác của nhạc sĩ Vinh Sử. Cảm ơn em rất nhiều. Số 5. Em đang hoang mang tại vì hai vấn đề, có thể là cô này cũng có thể là ca sĩ nhưng mà cái dòng nhạc hôm nay hát không phải là sở trường của cổ. Chính xác. Cô này thì em nghĩ là cô sẽ hát nhạc một kiểu trẻ thôi, chứ bỏ cổ vô thấy có bó mổ dài là thấy không phải rồi đó. Đúng rồi, sai á. Phải ca sĩ đâu chị ơi. Nghe tại ba vì, bình luận nè. Cái khúc cuối vừa diễn xong nhưng chỉ kiểu như là anh Linh anh đâu rồi, giờ sao nữa. Không có một cái dạng sân khấu gì hết. Còn ca sĩ xong là gật đầu chào đi vô. Còn chị rất là bối rối. Em phân tích chuyên môn. Bước ra ca sĩ bước ra không? Đi là phải nữ là phải đi phải nhẹ nhàng. Nữ tắm đi phải từng bước. Chưa một, có nữ tắm, nữ tắm chút nữa coi. Đi sao nữ tắm rồi. Em tắm đó phải đi nhẹ nhàng. Còn cô này đi nè, đi y như em luôn đi nè. Đó. Thì cái dáng vậy là em nghĩ không thể ca sĩ được. Không phải ca sĩ đâu. Không phải ca sĩ đâu. Tại vì đang đứng hát mà tự nhiên loạn nhạc muốn té ra đằng sau luôn là không khi nào. Không phải, có thể là ca sĩ nhưng mà thuộc dòng nhạc khác. Dòng nhạc khác, để xem cô ấy là ai. Thôi bây giờ mình tiếp tục với thí sinh tiếp theo. Thường người ta nói mưa là một sự lãng mạn. Mưa nó tạo nên những sự kỳ diệu trong cuộc sống. Mưa là một đề tài muôn thuở. Đúng. Luôn luôn trong tình yêu. Chúng ta sẽ đến với một bài hát. Đúng. Mưa phi trường, mưa phi trường, mưa phi trường, mưa phi trường. Chúng ta sẽ đến với bài hát Cuộc tình trong cơn mưa. Người đi trong đêm mưa gió buồn, những bước chân lẻ loi một mình nỗi quanh hiu, có nghe lời gió lạnh lùng như tình yêu mới hôm nào. Khi một lần tìm đến nhau, một lần tình đam mê tìm đâu nữa, môi hôn dấu yêu đã chia xa rồi. Người đi trong đêm mưa gió buồn, nước mắt rơi xuống môi ngập tràn những niềm đau, khóc cho lời cuối cuộc tình khi người yêu dối gian mình. Qua rồi một thời đắm say, cuộc đời buồn không hay, tìm đâu nữa khi duyên trái ngang khiến ta ưu phiền. Trong tim này người yêu hỡi này.
lời yêu thương bờ môi với nụ cười. Như vậy là thí sinh số 6 cũng đã trình diễn trên nền nhạc thu sẵn rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu phân tích. Bây giờ đầu tiên thôi đội khách mà nói trước đi. Thật ra thì với bạn ca sĩ này thì Lâm nghĩ rằng bạn cũng không cần phải đeo mặt nạ làm cái gì. Bởi vì bạn có một đặc điểm mà Minh Lâm nhìn vào, Minh Lâm đã nhận diện được rồi. Võ Minh Lâm lợi dụng ngồi gần rồi nhận ra người quen luôn hả? Không, chính xác tại vì trên mặt cổ có cái mô nốt rồi nghe đây. Là ý là hai em là không phải ca sĩ hả? Dạ hả? Ca sĩ. Ca sĩ. Cô này là một ca sĩ. Bởi vì sao? Bởi vì mặc dù cô chỉ đứng trên cái bục tròn chỉ tới có 1 mét thôi, bị nhá, cái đường kính có 1 mét, nhưng mà cô nhún nhảy rất là vô nhịp, micro tay biểu diễn rất là vừa phải. Từ đầu đến giờ chỉ có cô này chỉ 100% là ca sĩ. 100% luôn kìa. Vì sao em? Em cũng 100%. Vì tại 100% vì cái lúc mà chị hát mãi mãi chia liền nhau là chị giật về liền. Có nghĩa là một cái động tác nhỏ thôi là em thấy là cái nhịp đó đúng không? Cái nhịp, cái nhịp. Chị cũng có giật mà em nói ca sĩ đó hả? Bây giờ mình cho cơ hội để đội khách nhìn lại ba thí sinh. Mời trở lại sân khấu số 4, số 5 và số 6. Các thí sinh, những ca sĩ bí ẩn đã có mặt rồi. Đội khách có 30 giây phân tích. Số 6, em chọn đội số 6. Số 6 lui. Em chọn mở 2, số 4. Yeah. Số 4. Vậy thì cô gái áo vàng rực rỡ này, kim tuyến nổi loạn này, gương mặt xinh đẹp này, cô ấy là ai? Hát đi em, hát cho người biết và mở mặt nạ ra nói rằng mình là ai. Mời em. Quá, một cái không gian rất là lãng mạn. Bây giờ em hãy nói cho người biết đi, em là ai? Dạ em thưa anh Quyền Linh, em thưa hai đội chơi và ban bình luận ạ. Em là Trinh Huỳnh, em là nhân viên truyền thông. Wow. Vậy cô ấy không phải là ca sĩ. Chúc mừng hai đội chơi. Hồi nãy tại vì em loạn choạng, mang cái đứa cao á,
cái lớn mận giờ em lạng chạng bước ra đằng sau không bước. Cái chị với anh Tài nói cũng không phải ca sĩ rồi, tại vì không quen mà mang đôi guốc đó mà cái đầu nó hơi mỏng nữa em khó đi, đúng không em ha? Nhưng mà những viên nhân phòng mà hát được vậy, đẹp vậy, mang được đôi giày cao gót cỡ đó làm thấy ngon hơn người ta rồi. Hôm nay em đã tạo được một ấn tượng rất là đẹp rồi, đẹp như chính con người của em vậy. Chúc em sức khỏe thành công nha. Em cảm ơn anh. Trời ơi. Có lẽ ngày hôm nay là một ngày cũng may mắn của hai đội chơi, bởi vì hai đội chơi đã loại ra những người không phải là ca sĩ. Xác suất thành công của hai đội rất lớn. Chúng ta chuẩn bị chờ xem nhé. Còn bây giờ xin tạm biệt quý vị một vài phút. Xin chào. Trải qua vòng thi đấu đầu tiên, hai đội chơi đã rất xuất sắc khi phát hiện ra hai thí sinh Đồng Trung, Vũ Công mã số 02 và Trinh Huỳnh, nhân viên truyền thông mã số 05 không phải là ca sĩ bí ẩn. Hai thí sinh 01 và 06 trở thành thành viên của đội khách, trong khi đó đội hình của đội nhà gồm thí sinh 03 và 04. Màn song ca sắp tới hứa hẹn sẽ rất thú vị và kịch tính. Vòng 2, song ca. Hai thí sinh của mỗi đội sẽ cùng song ca và diễn xuất trên nền nhạc. Đội khách và đội nhà sẽ chọn một người mà họ cho là ca sĩ thật. Người còn lại tiếp tục lật mặt và hát bằng giọng thật của chính mình. Chào đón quý vị quay trở lại với chương trình Ca sĩ bí ẩn. Chúng ta sẽ đến với vòng song ca. Đội khách mình hát trước đi ha. Dạ. Ưu tiên đội khách. Đội khách sẽ hát bài Hương Tóc Mạ Non của nhạc sĩ Thanh Sơn. Bài đó hát là thương hương tóc em bay bay trong chiều chiều lòng bao nỗi nhớ, phải không? Đúng rồi. Cái bài đúng gì rồi, mà đó, đúng chữ, rồi, bài gì mà có chữ hương là nó hay. Nhưng mà em nghe cái này em thấy mới hay nè. Gì? Cái bài này á, là nó có cái nguồn gốc là khi mà chiều chiều á, nhạc sĩ dẫn về dẫn vợ về quê, mỗi lần nha, mỗi lần về quê là đều dẫn vợ ra buổi chiều ngắm những cánh đồng bát ngát và gió chiều lòng lòng phơi phới, nhạc sĩ mới hôn lên làn tóc của vợ mình. Tóc em tóc giả, đừng có hôn. Tóc giả mới giặt bằng xà bông bột đó, đừng có hửi. Đúng rồi, anh hôn anh nín thở anh đâu có hửi. Tóc này anh thiệt quá hả tóc mình. Em đừng có làm đứt cái đường dây lãng mạn của anh. Nhạc sĩ hôn lên làn tóc vợ mình và hửi được cái mùi mạ trên tóc của vợ là mùi lúa đúng không anh? Đó mà ra mới về lúa non á. Ngay hôm ngày hôm đó là sáng tác cái bài đó. Wow. Yeah. Mới đầu á cái bài này á nhạc sĩ tăng lấy tên là Tóc Em Mùi Mạ Non, nhưng mà về suy nghĩ lại, nếu thứ nhất là cái tựa nó quá dài, thứ nhì là nó có chữ mùi trong nó rất là kỳ. Yeah. Cho nên sau một tuần để chữ hương lại để là Hương Tóc Mạ Non. Thấy chưa? Và cái điều quan trọng nhất, người vợ của nhạc sĩ này cũng là tên Hương luôn. Trời ơi. Tên Hương lấy nhạc sĩ không? Đây em để nói vụ mạ non với lúa cho Tường Vi nghe. Mạ non tức là mình khi mình gieo giống á, cái lúa mình ngâm ở dưới nước cho nó lên cái mọng, sau đó nó lên một cái khúc dày mình đem mình cấy xuống ta gọi là mạ. Mà mới cấy nó gọi là non, là mạ non. Lớn lên mạ già sau thành lúa, luôn trổ bông, nó ra lúa xong mình mới trà lúa mình thành gạo. Đó là phân tích cho em biết như vậy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nghe bài hát Hương Tóc Mạ Non của nhạc sĩ Thanh Sơn. Nghe em hát câu dân ca sao mượt mà lòng anh thương quá, tiếng ngọt ngào nào đông đưa nhớ xa xưa, trời chưa bóng dừa hẹn hò nhau tình quê hai đứa, mùi mà non hương tóc em biết bao kỷ niệm nhắc lại thấy thương sao. Lâu nay muốn qua thăm em nhưng ngại gì cầu tre lạnh lẽo, tháng ngày tuổi đời trôi theo níu chân nhau, bạc thêm mái đâu còn tìm
lòng chờ cùng mênh mông giáng sương tan theo. Anh thương tóc em bay bay trong chiều chiều gợi bao nỗi nhớ, nhớ từng nụ cười ngây thơ thắm duyên mơ. Chiều nghiêng nắng đổ về quê em phù sa bát ngát, tình mình dù ngang cách sông chứ đâu cách lòng. Mỗi lần nhớ anh sao nghe tình mình dù ngăn cách sông chưa đâu cách lòng. Mỗi lần nhớ anh sao nghẹn. Chúng ta vừa chìm đắm trong một cái không gian của làng quê rất là đẹp ha, với hai người yêu nhau. Nam Thư, em muốn nói gì? Em rất sợ chương trình luôn, không hiểu tại sao rồi cái mục rùi này, em nói em quen, em thấy cái mục rùi bà bên này giờ mất cái mục rùi rồi, giờ ở đâu lòi ra cái mục rùi y chang mục rùi của em trên mặt bà kìa. Rồi vậy bây giờ chúng ta sẽ đến với phần lựa chọn. Các bạn có 30 giây để quyết định điều đó, lựa chọn cho mình một người mà các bạn nghi đó là ca sĩ thật. 30 giây bắt đầu. Số sáu. Võ Minh Lâm đồng ý không? Nghe Hương đi. Số 6 là ca sĩ. Em hoang mang quá. Thật ra đó. Số 6. Bây giờ thì á. Nghe Hương. Thật ra lời chị Hương nói cũng rất là có lý, bởi vì chị Hương với em nào giờ thì cũng đóng rất nhiều tiểu phẩm chung với nhau rồi. Đúng rồi. Nhưng mà chị Hương và Nam Thư thì hai người cùng giữ như nhau, mà chị Hương sao quá, Nam Thư thì gần hơn. Cho nên là Nam Thư sẽ đánh em dễ hơn. Em chọn theo Nam Thư đi cho chắc cú. Trời đất ơi, cũng như không. Số 6 lui. Số 1. Em này quen nè. Đẹp trai ha. Hát hay lắm. Rồi vô chuẩn bị đi hát bằng giọng thật của mình. Mở mặt nạ ra nha em. Mời em. Chân ướt tiễn em ra đi chiều nay. Mùa thu mưa bay về trong mắt em đợi chờ, chờ em nơi hẹn cuối, chờ em trên lối xưa. Một lần yêu thương cho nhớ nhung làm cơn mưa. Em về nơi ấy thiếu em vẫn đi ngày vui. Này em yêu ơi, dù cho cách xa ngàn trùng, mong rằng em đừng quên nơi đây có một người còn yêu em màu mắt nhung tuyệt vời. Màu mắt nhung, ôi màu mắt nhung, anh chót yêu. Em về chỗ này có hay nơi đây một người, vòng tay đơn côi về ôm gối chăn đợi chờ, chờ em nơi hẹn cuối. Chờ em trên lối xưa, người tôi yêu màu mắt nhung tuyệt vời. Chờ em nơi hẹn cũ, chờ em trên lối xưa,
người tôi yêu màu mắt nhung tuyệt vời, người tôi yêu màu mắt nhung tuyệt vời. Trời ơi. Hay, đây là mà ca sĩ Huy Trường rất quen thuộc chúng ta. Một tràng pháo tay cho ca sĩ Huy Trường. À, cảm ơn Huy Trường rất là nhiều. Như hôm nay diễn xuất hay lắm. Em lừa được mấy người kia là giỏi á. Cho em được gửi lời chào anh Quyền Linh, gửi lời chào đến hai đội chơi và gửi lời chào đến ban bình luận. Tên đầy đủ của em và cũng là nghệ danh của em là Đinh Ứng Phi Trường. Và em là ca sĩ ạ. Anh lớn thấy chưa, lúc nãy em nói là anh nói nhắc tới mưa, em nói là mưa Phi Trường, em nhắc ba chữ rõ ràng mưa Phi Trường là em cố ý nói anh Phi Trường đó. Trời ơi, em tin phụ nữ thì coi như em xong rồi. Cảm ơn Phi Trường rất là nhiều. Hôm nay em đem đến một không khí rất là vui và một cái không gian âm nhạc rất là tuyệt vời. Cảm ơn em, chúc em càng ngày càng đẹp trai. Em xin cảm ơn mọi người, xin cảm ơn chương trình ạ. Và bây giờ ta sẽ đến với phần trình diễn của đội nhà. Hai thí sinh sẽ hát một bài hát của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Đó là bài hát Tình Đầu Tình Cuối. Một người đã ra đi, tình đầu hay tình sau, khi cơn đau không biết đến bao lâu. Một ngày ta được yêu, rồi một ngày một mình ta buồn thiu, biết thức trắng, biết trong vắng và biết nếm chai đắng. Mà đời thì như chiêm bao, khi yêu nhau biết ra sao ngày sau. Tình đầu thường lên men đau, nên đôi khi trái tim ta nhỏ màu. Đâu tình nào đoán biết phút cuối, bẽ bàng rồi lòng chất ngất tiếc nuối. Thì tình đầu chỉ còn trong kỷ niệm mà thôi. Để tên em đó sao? Em ơi em đâu rồi? Để tình đầu là tình cuối đau lòng nhau. Rồi mộ bia để tên em đó sao? Em ơi em đâu rồi? Để tình đầu là tình cuối đau lòng nhau. Em ơi em đâu rồi? Làm sao anh hôn làn tóc rối? Em ơi em đâu rồi? Làm sao ta có đôi? Rất ngọt ngào, như là một cặp thật chia tay vậy. 30 giây dành cho Chí Tài và Việt Hương.
bắt đầu. Anh thấy cô số 4 thì quen quen. 4 cái gì anh ơi? Số 4 quen chắc luôn. Số 3 chị, số 3 mới đúng. 4. Không có ai ca sĩ mà hát mà mấp quá đó. Bài này là Thanh Thảo với Quang Dũng, người ta đã nổi tiếng rồi, đúng không? Bây giờ ổng hát lại. Móc là gì? Móc sao? Hát ví dụ như nó em ơi, rồi còn ổng làm như nè. Em ơi, móc, ổng khèo. Nhiều khi ổng gãi luôn á, để cho cổ quay lại đó, thấy cưng lắm. Nhưng cô anh cưng cô này hơn. Cưng đó là chuyện của anh. Cô em, này cô đi á, em đẹp không? Hoài à. Em đẹp không? Đẹp. Đẹp là phải nghe lời đẹp, chọn anh số 3. Wow. Cái gì kỳ vậy? Ca sĩ móc, móc cũng đẹp. Anh Tài, thấy cưng lắm phải. Anh Tài hoang mang quá. Thôi rồi, chiều theo em đi. Số 3 là ca sĩ. Số 3 lui. Em có phải là ca sĩ thật hay không? Xin mời. Trời ơi, Tiên ơi, là Tiên. Giáng Tiên, Giáng Tiên. Giáng Tiên. Em nhớ anh có chọn mà. Có may quá, hôm nay có cái rèm che tứ bời á. Ông Tài nhìn che. Tứ cái gì? Tới với Tiên che nhìn che luôn. Chị nhưng mà nãy chị có cứu vớt lại, chị nói em là cái dáng mợ hai đó. Nhớ không? Em dạ, em cảm ơn chị. Tướng em tướng giàu có, tướng mợ hai. Gì? Tại nhờ cái ông ca sĩ kia móc quá. Thôi, giờ tôi muốn bảy rồi. Chị Tài á mà. Anh nói thiệt là nhìn cái cô này là nhìn cái thần thái là biết ca sĩ rồi. Đúng rồi. Thiệt. Ngay sao anh không quyết định chọn đầu đi? Nhưng mà mình mới cứ đeo chữ đẹp rồi mới dụ anh hoài. Anh nhớ là sao đừng có cãi anh nữa. Rồi bây giờ ai cũng biết em rồi, nhưng mà anh muốn em nói với khán giả và mọi người em tên gì, có phải là ca sĩ hay không? Lời đầu tiên em xin chào anh Quyền Linh. Em chào hai đội chơi và em chào ban bình luận và tất cả quý vị đang có mặt trong khán phòng hôm nay ạ. Cảm ơn quý vị. Và em tên là Giáng Tiên và hiện em là một ca sĩ hát dòng nhạc trữ tình ạ. Chi buồn đội chủ nhà. Chúc mừng em. Chúc em sức khỏe. Thôi rồi, Tiên ơi.
Ây da, như vậy là một cơ hội đã trôi qua với đội chủ nhà rồi. Hai đội luôn. Cơ hội còn rất thấp để chiến thắng. Dạ. Nhưng không sao, chúng ta vẫn còn cơ hội nữa. Quý vị ơi, chúng ta chuẩn bị nha. Cơ hội xuất hiện ở vài phút nữa. Vòng song ca chứng kiến sự lựa chọn sai lầm đến từ cả hai đội chơi. Khi hai thí sinh họ loại, đó là ca sĩ Đinh Ứng Phi Trường và Giáng Tiên. Liệu hai đội chơi có cơ hội sửa sai không với sự xuất hiện của thí sinh 07? Câu trả lời chỉ có tại vòng thi đấu cuối cùng. Vòng 3, ai là ca sĩ cần? Vòng này sẽ có ca sĩ bí ẩn số 7 xuất hiện. Đội khách hoặc đội nhà phải tự thương lượng với nhau để giành quyền ưu tiên để được đổi thí sinh số 7. Kết quả cuối cùng, nếu đội nào nắm giữ ca sĩ thật duy nhất của chương trình thì đội đó giành chiến thắng. Chào đón quý vị và các bạn quay trở lại với ca sĩ bí ẩn. Một ca sĩ bí ẩn thứ 7 sẽ xuất hiện. Người ấy sẽ hát bằng giọng thật của mình. Một trong hai đội sẽ có một quyền ưu tiên, nhưng quyền ưu tiên có một thôi. Bây giờ thì thôi, đội chủ nhà quyết định đi. Chơi trò chơi. Trò chơi gì? Hát đi. Trời ơi, hát là chủ đề gì anh? Chủ đề mưa. Mưa. Mưa bụi nhạt nhòa thôi hết tình ta. Đúng rồi. Mưa trên phố Huế. Có mưa được rồi, tiếp tục. Mưa rừng ơi mưa rừng. Hết. Bước bước trong chiều mưa. Yeah. Go. Mưa bài gì nữa? Hết. Nào. Ngoài hiên mưa rơi rơi, lòng tôi đang chơi vơi. Trời ơi. Đang chơi vơi. Trời ơi. Chơi vơi. Trời ơi. Mà hát mưa giống như là bão vậy trời. Đến bên tại 5 4 3 mưa gì đó. 2 1 1 Hoài hết rồi. Cái gì vậy trời ơi? Quyền ưu tiên thuộc về đội khách. Chúc mừng. Bây giờ các bạn nghe nha, nghe cho kỹ nha. Ca sĩ thứ 7 chuẩn bị 2 1 xuất hiện. Hát đi em. Không dám đâu, em còn phải học bài. Chết rồi. Chết rồi. Hey, cái gì vậy? Hay đó nha. Hát cái câu này là phi hát. Hay đó, đó nha. Không, em hát không được đâu. À. Giọng này giọng khủng đó. Không dám đâu, em còn phải học bài. Trời ơi. Không, thật ra là cái giọng cao có mà sao nó đâm quá vậy? Đây, người ta chỉ giả bộ thôi. Đây là rất nhiều trường hợp. Hát cái câu mà nháp đó là thường là giả không? Dạ. Người nào mà cất giọng lên mà hát hay là không phải ca sĩ. Đúng rồi. Nó hay em biết em chọn sao? Mà giả từ lúc là la. Thôi bị biến giọng rồi. Hỏi không? Không, chị Tường, em tin chị. Em tin chị. Dạ, hai đứa em quyết định là không. Không đổi. Trời ơi. Vậy mà tin rất được. Bà Tường và bà Hải bao nhiêu đội rồi? Thiệt. Rồi, không đổi rồi, mất cơ hội rồi. Bây giờ thì người mà bạn không đổi, họ sẽ hát thật nguyên một bài luôn và mở mặt nạ xem cho mọi người biết đó là ai, có phải ca sĩ hay không. Mời ca sĩ bí ẩn số 7. Thầm anh biết không, khi trái tim kia đang quằn quại trong đêm lòng, anh có hay đâu, anh nào biết, anh nào thấu, từng đêm em đơn đau, đời em sẽ ra sao, nước mắt em rơi cho cõi lòng em. Em sẽ ra sao khi đã mất anh thật rồi, bao ước mơ kia
còn đây anh ở đâu? Chẳng lẽ ta mất nhau để em đây khổ sở? Đêm đêm em không một mình, em không cho mình vì đời em trái ngang. Trong tiềm thức để rồi khi tính ra thì ta đã lìa xa. Đêm đêm em không một mình, em không cho mình vì đời em đã hỏi trong tiềm thức để rồi khi tính ra thì ta đã lìa xa. Ôi giấc mơ kia em đã hỏi trong tiềm thức để rồi khi tính ra thì ta đã Hay quá Loan ơi, thấy hai người kia ngồi không? Biết anh, người quen. Người quen sao nãy không chịu? Không, tại nghe cái giọng nãy bẻ quá, không biết sao được. Cơ hội chiến thắng là đi xa nữa rồi đó. Sao Nam Thư? Em biết nói sao luôn, giờ em dừng cuộc chơi đây được không? Chứ em thấy em chơi nữa là em sai nữa. Sao càng chơi càng sai quá, hôm nay xui quá rồi, xui luôn. Rồi bây giờ em nói mọi người đi, em có phải là ca sĩ hay không? Dạ, em là ca sĩ Lưu Ánh Loan. Dạ. Cảm ơn em rất là nhiều, hôm nay em hát rất hay Loan ạ. Nhưng mà em cũng đã đem một nỗi buồn đến cho đội bên kia. Cảm ơn em rất nhiều. Dạ, em cảm ơn anh, xin cảm ơn, cảm ơn. Bây giờ chúng ta bắt đầu đến với bạn số 3, đội chủ nhà, để xem số 3 có phải là ca sĩ hay không. Dạ, ca sĩ theo. Che mặt. Số 3 bắt đầu hát bằng giọng thật của mình. Hay à, hát hay à. Ta nương nhờ lúc thở than
chân đi nặng nặng hoang mang. Ta nghe tịch làng rơi nhanh dưới khe yên đêm. Dù đời đi nhé, ôi môi ngon này giữa trần gian. Dù từng chiếc bóng rơi nhanh vào giấc ngủ ngon, cho tôi tay gối mong manh, cho tôi ôm lấy vai ngon. Thôi rồi hả? Hay quá. Trời ơi, hay như vậy nè. Anh ơi, rồi đỡ quá. Ca sĩ lên ôm. Bây giờ anh nói một câu đi, anh là ca sĩ đúng không? Ông la em quá trời. Trời em hãnh diện dễ sợ. Nói nha anh. Anh nói nha anh. Dạ, tên của em là Mạc Duy Thắng. Và em đang là một MC. MC Tính nói, làm tính nói đó Thư. Em tính nói cái giọng này hay quá. Dạ, em là một MC cũng như là một người lồng tiếng TVC và kể chuyện audio. Giọng hay chứ quá. Chứ ơi, không phải đâu. Thực ra là chương trình em đăng ký em là MC. Chứ bên ngoài là cũng có đi hát thỉnh thoảng là ở phòng trà. Đó là ca sĩ mà hôm tới là em cũng lên em... Hát hay vậy mới đăng ký ca sĩ chứ. Giọng hay quá. Đau tim quá. Cái giọng... Giọng này giọng giọng kể chuyện ma. Giọng kể chuyện ma. Chị cũng đã thua rồi nhưng mà chị thua trong hãnh diện. Em bây giờ em kể một câu chuyện em tặng chị đi, chứ không thôi là chị hết hãnh diện á. Dạ vâng, vậy xin phép chị cũng như là để thỏa lòng chị Việt Hương cũng như là toàn thể quý vị khán thính giả các anh chị, thì có lẽ là em xin kể một câu chuyện ma. Về nghe chị, về nghe. Dạ vâng ạ. Đèn xuống, đèn xuống, đèn xuống. Đèn mờ mờ, đèn xuống. Chị ơi hát hay quá. Câu chuyện. Không biết anh có bạn gái chưa ha? Trời ngày xưa, ngày xưa. Trong một đêm mưa gió bão bùng, ngoài trời mưa tầm tã, thời tiết ẩm ướt. Trên một con đường được đồn đoán là có rất nhiều những chiếc xe ma. Thì đêm ngày hôm đó, có một chàng thanh niên do vì quá bận công việc sáng ngày mai, cho nên phải bắt buộc đón xe để lên thành phố. Nhưng rồi chàng ta cứ đợi mãi mà không có một chiếc xe nào đi qua. Đúng 12 giờ đêm, có một chiếc xe màu trắng chậm chậm tiến tới. Rồi chàng thanh niên mới nhanh xin được người tài xế xin phép đi về thành phố để kịp làm công việc sáng ngày mai. Do vì chờ đợi quá mệt mỏi mà khi lên xe, chàng thanh niên đã ngủ một giấc rất sâu. Tới 3 giờ sáng, đột nhiên có một tiếng sét rất lớn làm cho chàng thanh niên tỉnh giấc. Nhưng lúc này có một điều hết sức kinh hãi, đó là chiếc xe vẫn từ từ tiến lên nhưng không thấy người tài xế đâu cả. Chàng sinh viên với thần hồn nát thần tính lúc này muốn kêu cứu để mong có ai đó đưa mình ra khỏi tình trạng này nhưng lại không thể. Rồi lúc sau chàng mới cố gắng dồn hết sức bình sinh và hét lên: ma! Đằng sau có tiếng nói rằng: ma cái gì mà ma, nãy giờ đẩy xe mệt quá đi. Em ơi, chị xin cảm ơn em. Đây là cái tiểu phẩm của chị đóng chung với anh Hoài Tâm. Và chị đã la lên như vậy và anh Hoài Tâm đó bỏ cái đầu lên và nói là cái chiếc xe Lam bị hư, cho nên là khi mà chị thức dậy thì chiếc xe Lam vẫn chạy mà không có ông tài xế. Dạ. À, xin cảm ơn em đã quảng cáo giùm cho chị. Cảm ơn chị. Ngày hôm nay thì em xin phép là kể lại câu chuyện này cũng như là tặng riêng chị Việt Hương cũng như toàn thể quý vị khán thính giả nghe đài. Cảm ơn rất nhiều. Mặc dù em đã đem nỗi buồn đến cho đội chủ nhà nhưng mà em đã đem vui đến cho mọi người ha. Và có nỗi sợ hãi trong câu chuyện nữa. Thôi hay lắm Thắng. Bữa nào tới nhà em kể nghe tôi nghe tiếp nha. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn em. Anh Quyền Linh. Người đồng nghiệp của tôi. Vâng. Một lần nữa xin chúc tất cả anh chị thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn Thắng rất nhiều. Và bây giờ, điều gì xảy ra thưa quý vị? Chúng ta sẽ đến với thí sinh số 6 của đội khách.
có cửa Long Giang, có sông Tiền, sông Hậu, những vàng Phù Sa. Miền Nam có chiếc áo bà ba, có con đò nhỏ. Có con đò nhỏ vẫn chờ đợi ai. Chiếc áo bà ba trên dòng sông thầm thầm, thập thoáng con xuồng bé nhỏ tươi mong manh. Non lá đuổi nghiêng tóc dài con nước đổ. Hậu Giang ơi em vẫn đẹp ngàn đời. Chiếc áo màu xanh lên từng con sông bạc, lấp lánh mây chèo cua nhẹ lướt trên sông. Sóng vỗ xuồng đưa tiếng hò qua bên đời. Hậu Giang ơi dấu yêu còn tuyệt vời. Đẹp quá quê hương hôm nay đẹp vô ngần, về sông trăng một ngày cái điều lắm thôn. Đàn em cháu nghiêng xôn xao mùa lúa nhiều, về qua bên Bắc Cần Thơ. Cũng những chàng trai coi thường con sông dữ, cùng những ma hồng tóc dài chấm lưng thon. Đất nước mình đây dẫu xuồng ghe bé bồng, mà không thôi nhớ thương lên đầy vơi. Hay quá. Tất cả chúng ta đều biết đó chính là ca sĩ Hồng Phượng. Hồng Phượng là cháu của Vũ Linh đúng không? Hay. Và Hồng Phượng nói cho biết là kêu Chí Tài và Việt Hương ở đâu, à, bằng cái tên gì thân mật nhất ở Bến Tre? Dạ, con kêu là Tía với má. Trời ơi, yeah. Tía với má. Ở Bến Tre trong phim Yêu Thuê ạ. À. Dạ, đúng vậy. Vậy Việt mà Hương không nhận ra Chí Tài đã đóng... vai ba mẹ của Hồng Phượng, tất nhiên là phải nhìn ra chứ sao. Nhưng mà bên cạnh tôi là một đứa em mà tôi rất là yêu, tôi chọn người khác để bé Thư hôm nay là người chiến thắng, mời trao cái cúp. Như vậy là đội khách đã có ca sĩ thật, thưa quý vị, chúc mừng. Chiến thắng hôm nay không phải đội chủ nhà mà chính là đội khách. Đây, gửi tặng kỷ niệm trương của chương trình. Cảm ơn tất cả quý vị đã qua theo dõi chương trình Ca Sĩ Bí Ẩn do Đông Tây Cường Hồ Sơ thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 là truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào.